Ăn đi. Ờ, đang ngậm mồm mà. Ờ, ăn đi nhá. Mày không chơi thằng Tóc phải để thằng Tóc của mình à? Lên chơi nó để chị đi ăn sáng. Tí nào chị chưa ăn gì đâu. Ờ, tí bảo bố xếp lại cho nha. Tàn nát hết đời hoa ra rồi. Ôi giời ơi, cái gì? Tí bảo bố ghép lại chưa? Mẹ sao mà nó xấu gai thế không biết được.